Thì quá, có trong là đi đi, dạ, quay phim rồi. Nó đã quay, nó đã chụp mô. Cười cho mỗi phù hiệu.
Nhiều tại con lên trước là ta mệt quá rồi từ từ ta lên. Ok thì gái rồi. Hồi xưa đẹp lắm. Tộc mà nói chi mà anh việc tôi chỉ trong người Phật tộc không còn nói ai nữa, tôi biết nói thế thật lắm rồi là không nói đâu nó khuy rồi chứ cả để mấy ông mà mặc áo quần như đi lên trước để còn có lễ nghi, sau đó thì không có bà con mình là mặc áo quần như lên lại sau không có lễ nữa, rồi huy chi nữa, rồi huy làm cái chi nữa, anh làm chi sau nhưng bên anh bắt tôi đã nói rồi huy. Thì làm gì ăn nói đó là cũng được, tham thương, được chưa? Mặc tù áo quân nhớ không biết cái cả rồi. Còn lại thì bán lên là lễ rồi, bà con mình sẽ không nữa. Không. Được cô mặc đồ này không? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.